Hello, chào buổi sáng. Hôm nay thứ bảy 12 tháng 7 2014, bà thời đứng bên bờ sông Suwon ở Mount Jolly, Tây Úc để quay một đoạn video clip về dòng sông. Bắt đầu. Thuyền đang quay tới. Ai nhớ hai đêm này dài mắt trong giấc mộng. Thuyền trên sông Suwon ở East Perth. Giấc mê phù dân từng đêm khâu giá